Người phụ nữ này quá bị áp lực nên đã gieo mình từ trên tầng thượng xuống. Mẹ cô gái đã tự tử bằng cách nhảy từ tòa nhà trước mắt cô, từ đó cô bé mất khả năng nói chuyện. Cô bé này tên là Hứa Niệm. 10 năm sau, khi cô gái chuẩn bị đi làm, bà mẹ kế của cô đã giả vờ muốn cô trở về và trò chuyện với cha cô. Cô gái tin vào lời nói độc đoán của người phụ nữ và lên xe. Nhưng điều mà cô không bao giờ nghĩ đến là người phụ nữ xấu xa này lại kéo cô ra ngoại ô. Khi cô vẫn không biết gì đã xảy ra, hai người đàn ông xuất hiện và bắt giữ cô. Dù cô đã cố gắng chống trả, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Khi cô tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ở trong một khách sạn và mình đã ở trong phòng. Ở bên ngoài, bà mẹ kế đang giao dịch với khách hàng VIP để đổi lấy nhiều danh vọng bà đã bán con riêng của chồng. Khi người đàn ông dâm ô bước vào phòng, anh ta phát hiện không có ai và thấy chiếc ga trên ban công. Anh ta nghĩ rằng cô gái đã trốn thoát và ngay lập tức dẫn người đi truy tìm. Nhưng anh ta không biết rằng cô gái cố tình đánh lạc hướng anh ta và cô đã ẩn mình trong tủ quần áo. Khi nghe thấy không có tiếng động bên ngoài cửa, cô nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng ngay sau khi bước ra đã gặp những kẻ truy đuổi cô. Trong lúc hoảng loạn, cô gái bị người phục vụ đẩy vào phòng của tổng tài bá đạo. Cô gái không nhận ra sự khác biệt ở người đàn ông và lấy điện thoại ra, kêu gọi người này giúp đỡ vì có người đang truy sát cô. Nhưng người đàn ông yêu cầu cô gái nhanh chóng rời khỏi phòng. Hóa ra, chú của chàng trai muốn giành quyền kiểm soát tập đoàn và đã sắp đặt cho người khác tặng tổng tài bá đạo thuốc kích thích. Hơn nữa, anh ta đã tìm một người phụ nữ khác để làm tổn hại danh tiếng của tổng tài. Khi người phục vụ đẩy cô vào phòng, cô gái vừa muốn ra ngoài thì nghe tiếng động từ bên ngoài cửa. Tổng tài lo sợ rằng mình sẽ làm tổn thương người vô tội. Anh nhanh chóng bảo cô gái rời đi. Nhưng cô gái đang bị bao vây bên ngoài chỉ có thể cố gắng ở lại để không bị bắt. Cuối cùng, khi mọi người rời đi, cô gái cố gắng lấy tay người đàn ông để viết lên nó. Nhưng cô bị tổng tài không thể kiểm soát được bản thân vì thuốc đã nắm chặt và ném cô lên giường. Trước khi cô kịp phản ứng, anh ta lao vào cô. Để bảo vệ mình, cô cắn mạnh vào cổ tay người đàn ông. Với sự đau đớn, tổng tài cuối cùng cũng buông tay cô. Nhưng điều cô không ngờ đến là khi người đàn ông nhìn thấy vết thương của mình, anh ta ngất lịm. Ngày hôm sau là ngày tổng tài tiếp quản vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Tại thời điểm này, chú của anh, với lòng không cam lòng, vẫn đang cố gắng thuyết phục người khác bỏ phiếu cho mình. Không ngờ người đàn ông bước vào và trực tiếp đưa cho mọi người một tệp thông tin. Các thành viên hội đồng quản trị sau khi xem xong đều không dám lên tiếng. Hóa ra, tổng tài bá đạo đã điều tra rõ họ từ trước. Thấy mọi người đều không dám phản đối, người đàn ông tuyên bố giải tán cuộc họp và ra về với vẻ oai phong. Điều này khiến cho chú của anh trở nên vô cùng tức giận, được cớ để đe dọa. Nhưng kết quả là anh đã bị chú anh đi trước một bước. Mẹ kế độc ác thậm chí đã đưa cô gái câm đi và khiến cô mê man, đưa cô đến giường của một người đàn ông già dơ bẩn. Nhưng không ngờ cô gái lại chạy trốn. Kết quả là cô vừa thoát khỏi hang sói lại lọt vào hang hổ, bị tổng tài đã bị tặng thuốc mê đè lên giường. Cô gái đã phải vùng vẫy và cuối cùng cắn làm tổn thương người đàn ông mới có thể chạy ra khỏi khách sạn. Nhưng điều mà cô không ngờ tới là, sau khi vất vả trở về nhà và kể lại sự thật, nhưng cha cô lại không tin cô. Khi cô gái muốn giải thích, cô bị cha mình tát một cái rõ mạnh và bị đuổi ra khỏi nhà. Không ngờ, vào ngày hôm sau, tin tức về cô gái tham gia buổi tiệc tại khách sạn của tổng tài bá đạo đã trở thành tin nóng. Người đàn ông lập tức yêu cầu thủ hạ điều tra cô gái. Hóa ra, chú anh là người đã mua chuộc nhân viên phục vụ để cho người đàn ông uống thuốc kích thích và giờ đây anh ta đang tự tin yêu cầu tổng tài từ chức. Nhưng không ngờ, người đàn ông công bố rằng cô gái là hôn thê của mình. Chú anh không còn cách nào khác ngoài việc tạm thời rời đi. Mẹ kế cô gái, sau khi thấy tin tức, cảm thấy rất ghen tị. Vì vậy, khi tổng tài chưa đến, cô đã dẫn người đến căn hộ của cô gái và một lần nữa bắt cô lên xe. Tình cờ, tổng tài bá đạo chạy đến và thấy điều này. Không kịp ngăn chặn, anh chỉ có thể theo sau. Mẹ kế một lần nữa đưa cô gái đến cho người đàn ông biến thái, lần mãi mãi cũng không thể trốn khỏi lòng bàn tay của ông biến thái này. Sau khi nói xong, người đàn ông biến thái chuẩn bị hành động, nhưng kết quả bị cô gái đạp mạnh một cước. Cô gái tận dụng cơ hội để chạy khỏi xe và người đàn ông chỉ có thể chịu đựng nỗi đau và sai người đuổi theo. Nhưng ngay khi họ sắp đuổi kịp cô gái, một người xuất hiện trước mặt. Cô gái không nhìn rõ khuôn mặt người đó nên tưởng rằng anh ta là đồng bọn với họ và cô bị hoảng sợ đứng đó cho đến khi bị hai người đàn ông bắt giữ. Nhưng chính lúc cô cảm thấy tuyệt vọng nhất, tổng tài bá đạo đã đá bay một trong hai người và sau đó dùng một cây gậy đánh cho người kia sợ hãi. Hai người bị tổng tài bá đạo đe dọa nên nhanh chóng bỏ chạy. Khi cô gái nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông, cô ngay lập tức nhớ lại sự việc tối hôm trước. Hai người đã đàn em trở lại và báo cáo với mẹ kế rằng kế hoạch của họ đã bị con ghẻ phá hỏng. Mẹ kế độc ác tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, hình như cô gái câm này không thể để lại nữa. Tổng tài bá đạo trực tiếp đưa cho cô một bản hợp đồng đính hôn. Hứa Niệm không hiểu, chỉ vì một tin đồn mà phải đính hôn sao? Nhưng đây là cách tốt nhất mà tổng tài bá đạo nghĩ ra lúc này, không chỉ để đối phó với chú mình mà còn để bảo vệ danh dự của cô gái. Cô yên tâm, chúng ta chỉ có mối quan hệ thuê mướn, tôi sẽ không làm gì cô cả. Sau một thời gian, chúng ta sẽ hủy bỏ hợp đồng, anh sẽ trả cô một mức lương hậu hĩnh.
Nhưng trước khi tổng tài bá đạo nói hết, cô gái đã nhanh chóng rời đi khi thấy một tin nhắn. Hóa ra, mẹ kế độc ác đã tiết lộ kế hoạch bán trường trẻ em mồ côi và phụ huynh biết được điều này đang yêu cầu hiệu trưởng trả lại học phí. Cô gái đảm bảo với họ rằng trường sẽ không bị bán và sau khi nghe lời hứa của cô, tất cả phụ huynh đã rời đi. Dù bằng cách nào đi nữa, cô sẽ bảo vệ trường mà mẹ ruột cô đã thành lập. Cô gái mất lòng đã phải tìm đến tổng tài bá đạo một lần nữa. Cô gái căm muốn bảo vệ trường mà mẹ cô để lại nên cô buộc phải ký hợp đồng đính hôn với tổng tài bá đạo với điều kiện anh ta giúp mua lại trường giáo dục đặc biệt. Còn tổng tài bá đạo muốn sử dụng cô gái để thoát khỏi sự kiểm soát của ông nội nên hai người đồng ý ngay. Khi ông nội biết, ông yêu cầu cháu trai mang hôn thê về biệt thự cổ. Điều mà cô gái không ngờ đến là thử thách thực sự chỉ mới bắt đầu. Ông nội giả vờ muốn trò chuyện riêng với cháu mình trong phòng đọc sách và trước khi rời đi, tổng tài bá đạo đã nhắc nhở cô gái. Tất cả đều là người thân của anh, cô phải tự lo cho bản thân mình. Nếu cô biểu hiện tốt, anh sẽ cộng điểm cho cô. Nếu cô bỏ chạy lúc quan trọng, anh sẽ bán trường học đi ngay ngày mai. Ông nội rõ ràng bày tỏ ông không bao giờ để cháu của mình kết hôn với một người câm. Cô tổng chỉ nói tất cả mọi thứ này chỉ là kế hoạch của anh, ông nội mới hiện ra vẻ mặt an ủi. Khi ra ngoài, gặp chú ghẻ lạnh, anh ta châm biếm rốt cuộc cậu chỉ là một đứa con ngoại tình, thậm chí cậu chưa từng gặp mặt ba mình. Cô tổng phản bác, nhưng giờ đây, đứa con ngoại tình này lại trở thành tổng giám đốc của tập đoàn. Một câu nói của cố tổng khiến chú không còn giọng nói. Người thân ở đây nghĩ rằng cô gái không nghe thấy họ nói xấu cô ấy. Nghĩ về lời nhắc nhở của người đàn ông khi anh ta rời đi, cô gái muốn nhịn, nhưng kết quả là cả hai người càng ngày càng tăng cường. Không ngờ, cô gái đột nhiên giơ điện thoại lên và nói với họ rằng chính cố tổng đã chủ động theo đuổi cô. Cả hai người biết cô đã nghe thấy những lời nói vừa rồi và cảm thấy rất ngại. Mặt khác, mẹ kế độc ác biết cô gái và cố tổng đã đính hôn, người đàn ông này còn giúp cô mua lại trường học giáo dục đặc biệt. Nếu cứ tiếp tục như thế này, công ty của họ cũng không thể giữ được. Hứa Niệm ghét họ đến tận xương, một khi cô ấy có quyền lực, họ sẽ không còn gì cả. Vì vậy chúng ta nhất định phải chia rẽ họ. Con gái nêu ý kiến sẽ cố gắng quyến rũ cố tổng, cô không kém Hứa Niệm mà, để anh ấy phải thích mình, họ tự nhiên sẽ chia tay. Nhưng kết quả là người mẹ không đồng ý với ý kiến của con gái mình, bản thân người mẹ có một kế hoạch độc ác hơn để đảm bảo làm cho con ghẻ phải thất bại và mất danh tiếng. Ngày hôm sau, cố tổng tổ chức một cuộc họp báo, không ngờ lại gặp một cô gái xảo trá. Cô ta cố tình nói xấu và phỉ bám chị gái của mình, đừng nhìn chị gái hàng ngày luôn giả vờ là một cô gái thuần khiết. Thật ra cô ấy sau lưng này có mối quan hệ không đứng đắn với rất nhiều đàn ông. Kết quả là người đàn ông chỉ cười nhạt và rời đi. Không ngờ cuộc họp báo vừa mới bắt đầu, mọi người liền nhận được những bức ảnh thân mật của cô gái và nhiều người đàn ông khác. Các phóng viên ngay lập tức đặt câu hỏi cho cô ấy. Cô gái không thể nói lời nào lúc này, trong tình trạng hoảng loạn, cô vẽ ra những hình ảnh đó không phải là của mình. Thấy các phóng viên đều đứng lên chụp ảnh, cố tổng chỉ có thể kéo cô gái xuống khỏi sân khấu. Hai mẹ con phụ nữ độc ác nghĩ rằng họ đã thành công. Cố tổng bảo cô yên tâm chờ anh tự giải quyết, rất nhanh anh đã hướng dẫn trợ lý, gửi ảnh cho bộ phận kỹ thuật và kết quả thật sự là ảnh đã bị chỉnh sửa, có người cố tình hãm hại cô gái. Bên này, mẹ kế đang được phỏng vấn bởi truyền thông, là phụ huynh của Hứa Niệm, tôi thực sự không muốn thấy những chuyện như thế này xảy ra, tôi đại diện cho Hứa Niệm xin lỗi mọi người. Cố tổng nhanh chóng lên tiếng anh cả hôn thê của Hứa Niệm, e rằng chưa đến lượt bà Hứa, người mẹ kế này, đứng ra làm người phát ngôn. Nếu ai có thể đưa ra bằng chứng về hành vi không đứng đắn của hôn thê anh sẵn lòng trả 10 triệu. Nhưng nếu anh điều tra ra ai đang vu khống và bôi nhọ, phòng luật sư sẽ điều tra đến cùng. Ban đầu, cô ấy là một tiểu thư giàu có, nhưng bị cha và mẹ kế đuổi ra khỏi nhà. Không ngờ, cô vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mẹ kế và kẻ tiểu nhân. Cô nghi ngờ có lý do khác đằng sau cái chết tự tử của mẹ mình, vì thế cô lại một lần nữa trở về ngôi nhà mà cô ghét để tìm hiểu. Mẹ kế và cô gái xảo trá thấy cảnh này rất tức giận. Khi ăn cơm, cô gái cố ý đề cập rằng mẹ có một cuốn nhật ký, cô nhớ mẹ quá và muốn tìm cuốn đó để xem. Cha nói những đồ của mẹ cô đều ở trong phòng đồ linh tinh, cô gái cười và cảm ơn cha. Sau khi ăn xong, cô bắt cớ rằng có việc ở trường và cần ra ngoài một chuyến. Lời nói của cô gái khiến mẹ kế lo sợ rằng những việc mình làm sẽ bị lộ, vì thế cô ta lén lút đi tìm nhật ký của mẹ cô gái. Lúc này Hứa Niệm đi vào và bắt gặp, cáo buộc bà ta là người đã gây ra cái chết của mẹ mình. Nhưng không có bằng chứng làm sao cô có thể làm gì bà mẹ kế độc ác này. Cô đã cho máy ghi âm vào trong túi sách nhưng mẹ kế đã phát hiện, điều mẹ kế không biết là cô gái chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng máy ghi âm để lật đổ cô ta. Lần này chỉ là muốn thử nghiệm xem cái chết của mẹ có liên quan gì đến cô ta hay không. Đúng lúc cô gái đang suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, cố tổng đột nhiên xuất hiện. Hóa ra anh lo lắng cho cô. Khi nghe cô gái nói rằng vài ngày nay cô sẽ ở nhà họ Hứa, cố tổng lập tức thông báo với đồng đội rằng anh sẽ không về. Cô gái ở nhà không có phòng riêng, trở về còn phải ở trong phòng khách. Khi hai người đang thảo luận xem ai sẽ ngủ trên sàn nhà, cố tổng trực tiếp nằm lên giường, cô gái không còn cách nào khác chỉ có thể ngủ trên sàn nhà. Ngày hôm sau, khi Hứa Niệm tỉnh dậy,
cô thấy Cố Tổng đang thảo luận chuyện mua bán với cha mình, người cha không muốn điều đó. Anh không muốn công ty mà mình đã cật lực sáng lập lại phải dễ dàng bị người khác chiếm đoạt. Ông tưởng rằng con gái mình đột nhiên trở về và cố gắng hòa thuận chỉ là để giúp Cố Tổng hoàn thành việc mua công ty, nên lập tức tức giận không thể kiềm chế. Cô gái bị hiểu lầm vội vàng đuổi theo để giải thích. Cô thuyết phục cha mình rằng ông nên chuyển công ty cho Cố Tổng, nếu không, với tình hình hiện tại, cuối cùng có thể sẽ mất hết tất cả. Quả nhiên, người đàn ông nghe lời khuyên của cô gái, đứng dậy và quay lại, nhưng ông có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là không một nhân viên nào của Tân Lương bị sa thải, vì họ đã cùng ông nhiều năm qua, ông cảm thấy mình nợ họ quá nhiều. Điều thứ hai, ông muốn tổ chức một lễ ký kết chuyển nhượng cổ phần hoành tráng. Ông muốn mọi người đều biết rằng, ông Hứa Đào chính là người chủ động chuyển nhượng cổ phần để công ty Tân Lương phát triển tốt hơn. Cố Tổng đồng ý. Khi họ chuẩn bị ký kết, người mẹ kế của Hứa Niệm ngăn cản, Tân Lương là kết quả của cả đời cố gắng của ông không thể dễ dàng bán nó như vậy. Không liên quan gì đến các người, hãy đi về, màn kịch hay vẫn còn phía sau. Nhưng điều mà cô gái không bao giờ nghĩ đến là mẹ kế độc ác lại sai người đàn ông đê tiện chặn đường mình, thậm chí còn ép buộc kéo cô lên xe. Chính lúc Hứa Niệm cố gắng đấu tranh, bất ngờ, người đàn ông đê tiện bị kéo xuống xe. Hóa ra là Cố Tổng đã kịp thời đến và đánh gục người đàn ông. Anh ta cảnh báo người đàn ông rằng đừng có ý định gì đối với Hứa Niệm nữa, nếu không mỗi lần gặp sẽ đánh một lần. Sau đó, anh ta lo lắng đi kiểm tra tình trạng của cô gái. Hứa Niệm thấy Cố Tổng và cuối cùng cảm thấy yên tâm, khóc lóc ôm chầm lấy anh ta, cảm giác như chỉ có như vậy mới có thể xua đi nỗi sợ hãi. Cố Tổng ôm cô gái về nhà và chăm sóc vết thương cho cô. Tuy nhiên, khi Hứa Niệm định lấy điện thoại, vì vấn đề về khoảng cách, anh ta bất ngờ ngất đi. Cô gái tưởng rằng anh ta chỉ là quá mệt mỏi, nên quyết định ngày mai sẽ nấu một bữa ăn lớn để bồi dưỡng cho anh ta. Nhưng cô không hề biết rằng Cố Tổng lại dị ứng với con gái. Ngày hôm sau, nhìn thấy bóng dáng của Hứa Niệm bận rộn và đẹp đẽ, anh ta chắc chắn rằng mình đã rung động. Nhưng vào buổi tối, anh ta lại thấy cô gái hẹn hò với người khác. Người đàn ông đang hào hứng kể về lịch sử huy hoàng của mình thì bỗng nhiên trên màn hình lớn xuất hiện cuộc trò chuyện giữa mẹ kế và con gái. Bố cô chỉ thích những phụ nữ ngoan ngoãn như tôi thôi. Hồi đó chính ông ấy đã ngoại tình, giúp tôi rửa sạch danh dự và nài nỉ tôi để tôi trở thành phu nhân nhà Hứa. Hơn nữa, điều này chỉ có thể trách là mẹ cô không có khả năng giữ chồng. Điều này khiến cho người đàn ông hoảng loạn ngay tức thì, vội vã ra lệnh tắt màn hình và nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ. Mẹ kế tâm địa xảo trá thấy người đàn ông vào, liền lập tức đổi sang một gương mặt tươi cười. Phát hiện ra danh tính của bản thân mình đã bị lộ, người phụ nữ ngay lập tức nhận ra là Từ Niệm cố ý hãm hại mình, tức giận đến mức muốn nổ tung, liền tiến lên muốn đánh cô gái. Kết quả lại bị Cố Tổng chặn lại bằng cách nắm lấy cổ tay và quăng ra xa, đồng thời cảnh báo người phụ nữ rằng chỉ cần anh ta ở đó, không ai có thể làm tổn thương Từ Niệm. Mẹ kế giả vờ đau khổ nói là Từ Niệm hãm hại bản thân. Từ Niệm, nếu em có điều gì muốn nói, em có thể nói riêng với tôi. Người em đang làm dối bây giờ là người của nhà Từ. Quả thật, điều cha cô quan tâm nhất vẫn là danh dự của bản thân. Hóa ra, cô gái từ lâu đã phát hiện ra rằng mẹ kế không phải là tiểu thư của gia đình giàu có mà là người có nguồn gốc từ câu lạc bộ đêm. Và cái chết của mẹ mình ngày xưa cũng không đơn giản. Vì thế, cô đã tận dụng cơ hội khi cha mình tổ chức họp báo, cố ý làm đổ rượu lên người mẹ kế và sau đó giả vờ xin lỗi. Tiện thể đưa chiếc áo trong tay mình cho bà ta, nói rằng đó là bộ váy mà Cố Tổng chuẩn bị làm quà cho cô. Người phụ nữ không hề nghi ngờ, cầm lấy và đi về phòng thay đồ. Kết quả lại là chiếc áo mà bà ta từng mặc khi làm việc tại câu lạc bộ đêm năm xưa. Bà không phải là người của một gia đình cao quý, bà chỉ là một cô gái phục vụ rượu với danh tính giả mạo. Từ Niệm không tin rằng cha mình có thể bỏ mẹ mình chỉ vì bà ta. Cô muốn dẫn người phụ nữ đi đối chất với cha mình. Kết quả là cảnh trên TV xuất hiện. Nhưng điều khiến người đàn ông không ngờ tới là người phụ nữ từ lâu đã chuyển tài sản của anh ta ra nước ngoài một cách âm thầm. Anh ta tức giận hỏi người phụ nữ liệu suốt những năm này, anh ta đã không đối xử tốt với cả hai mẹ con bà ta hay sao? Lúc này, em gái kế chạy vào nói rằng mọi người bên ngoài đều đang bàn tán về việc mẹ là một cô gái phục vụ rượu. Người đàn ông lúc này mới nhớ ra rằng hôm nay là một ngày quan trọng, sau đó anh ta không nghe sự giải thích của người phụ nữ nữa và quay người ra đi. Không ngờ, ngay khi Từ Niệm cũng định rời đi, người phụ nữ lại cố gắng ngăn cản và bắt cô ra để giải thích. Bà ta bị Cố Tổng đẩy ngã xuống sofa. Thấy mẹ mình bị bắt nạt, em gái kế cầm dao đâm về phía cô gái. May mắn là ông chủ đã dùng cánh tay chắn trước, kết quả là người đàn ông chỉ mới thấy một chút máu đã bất ngờ xỉu đi. Hóa ra, anh ta từng chứng kiến cha mình tự tử bằng cách nhảy lầu, từ đó để lại một nỗi đau không thể xóa bỏ. Chỉ cần thấy máu là anh ta sẽ đột ngột xỉu đi. Cô gái nhìn anh ta đang vật vã trong giấc ngủ, trái tim cô đau nhói không ngừng và muốn đánh thức anh ta. Anh ta đột ngột tỉnh dậy và ôm chặt cô gái, cả hai đều rất sốc trước cảnh này. Lúc này, trợ lý đột ngột xuất hiện và bảo cô gái xuống lầu, cha cô đang đợi cô. Em gái đã bị cảnh sát đưa đi, bị buộc tội cố ý gây thương tích. Con có thể bảo Cố Tổng ký một lá đơn hủy kiện, đừng kiện em gái. Cô cứ nghĩ rằng
anh ta đến để hối hận về việc phản bội mẹ và ngoại tình với người phụ nữ khác. Cha cô đưa lá đơn xin lỗi cho cô gái, cầu cô đi bảo cố tổng ký. Cô gái không hiểu sao khi mẹ cô tự tử bằng cách nhảy lầu, khi bản thân bị ức hiếp, cha cô không ra ngoài làm gì cả, ngược lại, lại liên tục bảo vệ hai mẹ con kia. Cô gái không ngờ những lời cha mình sắp nói tiếp theo lại khiến cô càng tức giận hơn. Con biết không, mẹ con đã quen với người đàn ông khác, bị người ta chụp lại cả, con đã nghĩ đến cảm giác của cha chưa? Cha cô vì muốn cứu cô em mà không tiếc phải cúi đầu xin cô. Nhân cơ hội, Từ Niệm đưa ra hai điều kiện, cô muốn bố ly hôn với mẹ kế ngay bây giờ. Người cha phản bác dù có lỗi lớn đến đâu, bà ấy cuối cùng cũng đã ở bên cha 20 năm. Nếu vậy, hãy để con gái mẹ kế ngồi tù đi. Từ Niệm, sao con có thể trở thành như thế này? Cô ấy là em gái con mà. Không, cô ấy chỉ là con gái của cha. Cha tự quyết định. Điều thứ hai, con muốn cha sửa lại di chúc. Con là người thừa kế tài sản của cha đầu tiên, phần thừa kế của em gái không được vượt quá 5%. Cô gái đe dọa cha mình rằng nếu không đồng ý, cô sẽ điều tra về việc mẹ kế đã che giấu trong những năm qua. Đến lúc đó, người phải vào tù có thể không chỉ là một người nữa. Để bảo vệ mẹ con đó, người đàn ông chỉ có thể nhượng bộ. Di chúc và thỏa thuận ly hôn đã được xử lý xong, nhưng lá đơn hủy kiện thì không được gửi đi. Cô gái biết được sự thật về việc mẹ mình tự tử, không còn quan tâm đến tình cảm gia đình nữa. Người đàn ông trở về nhà và đề xuất ly hôn với mẹ kế. Người phụ nữ biết rằng đây là do Từ Niệm ép buộc, nhưng để không để con gái phải vào tù, bà chỉ có thể nhượng bộ. Bà thầm thề sẽ khiến cô gái này phải thất bại và mất danh dự. Ngày hôm sau, Từ Niệm mang lá đơn thôi kiện trở về nhà họ Từ. Khi thấy mẹ kế toan tính vẫn còn ở đó, cô rất tức giận, hỏi cha mình tại sao bà ta vẫn còn ở đây. Cha cô trả lời họ vừa mới ly hôn, cô ấy chưa có nơi nào khác để đi, nên tạm thời ở nhà. Đây là giấy ly hôn và di chúc cá nhân mà con muốn, hãy đưa lá đơn thôi kiện cho cha. Điều Từ Niệm muốn là mẹ kế phải rời khỏi nhà họ Từ mãi mãi, không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng giấy ly hôn. Người phụ nữ sợ bị đuổi ra khỏi nhà, ngay lập tức tiến lên và năn nỉ cô gái. Mong cô xem xét việc bà ta đã chăm sóc cho cô như mẹ của mình và người đàn ông đã ở bên cô suốt nhiều năm để bà ta tạm thời ở lại. Tuy nhiên, ngay khi nghe bà ta đề cập đến mẹ mình, cô gái tức giận không kìm lại được. Cô hỏi mẹ kế làm sao bà ta có thể mặt dày đề cập đến mẹ cô. Kết quả là, cha cô lại tức giận nói rằng mẹ cô nhảy lầu tự tử là vì trong lòng cảm thấy có lỗi, không ai ép buộc cô ấy. Chính lúc Từ Niệm muốn phản bác, luật sư của ông chủ đưa cô giúp việc ngày xưa vào phòng. Người phụ nữ này nói rằng mẹ cô mắc bệnh trầm cảm nặng, hàng ngày cô ấy đều đúng giờ đưa thuốc cho bà ấy và tình trạng đã được kiểm soát rất tốt. Nhưng có một ngày, mẹ kế tìm đến cô ấy, đưa một khoản tiền lớn và bảo cô đổi thuốc. Hậu quả là, khi không dùng thuốc, tình trạng của bà ấy càng ngày càng tồi tệ. Nghe xong, mẹ kế ngay lập tức giải thích rằng bà ta đưa tiền để hiểu biết về gia đình họ Từ và không thể làm chuyện độc ác như vậy. Chính lúc người đàn ông vẫn tin rằng mẹ kế là một người phụ nữ tốt, một phụ nữ khác nói rằng: "Tôi nhớ lúc đầu có một phụ nữ thường gọi điện vào buổi tối, bà Từ thì bị la mắng, có lẽ là để kích động bà Từ. Vì mỗi lần bà Từ ngắt điện thoại, bà ấy đều rất đau đớn, rất khổ sở. Tôi chỉ gọi vài cuộc điện thoại cho bà ấy, tôi không ngờ bà ấy lại quyết định như vậy." Khi được biết cố ý kích động người mắc bệnh trầm cảm gây ra cái chết cho bệnh nhân, có thể bị buộc tội giết người cố ý hoặc tội gây thương tích cố ý, cần phải truy cứu trách nhiệm pháp lý, người phụ nữ nhanh chóng quỳ xuống van xin. Nhưng người chồng hờ đã bác bỏ, trên đường về, cô gái nghĩ về cái chết của mẹ mình, nỗi đau khó chịu khiến cô bảo tài xế dừng xe và cô lẻ loi ngồi trên tầng thượng uống rượu một mình. Lúc này, dường như chỉ có rượu mới có thể tạm thời giúp cô rút khỏi những ký ức đau buồn. Ông chủ biết tin này, sợ rằng cô gái sẽ không chịu nổi, vội vàng chạy lên đó và đạp cửa vào. Nhìn thấy Từ Niệm đang uống rượu ở ban công, anh nhanh chóng nói cô đừng làm điều ngốc nghếch, có vấn đề gì tôi sẽ giải quyết. Anh nhanh chóng vồ lấy cô gái và giữ được an toàn cho cô. Lúc nguy hiểm nhất cô gái đã kêu lên, hôm sau cô gái câm tỉnh dậy và ngạc nhiên phát hiện ra mình có thể nói được. Cô không dám tin vào ánh mắt của mình khi nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó càng phấn khích nhảy lên giường. Cô hào hứng bảo ông chủ hùng mạnh nói thêm vài câu với mình, ai ngờ anh ta lại trực tiếp đưa cô đến bữa tiệc sinh nhật của ông. Cô chúc ông sinh nhật vui vẻ, ông bất ngờ khi cô gái câm khi trước đã có thể nói chuyện. Thấy cô gái biết nói, ông rất vui lòng và bảo cô đi nói chuyện với các bà con. Sau đó, ông gọi ông chủ đến phòng làm việc. Hóa ra ông muốn anh ta nhanh chóng từ bỏ cô gái vì tiểu thư của gia tộc giàu có, gia đình Thẩm sắp trở về nước và ông muốn ông chủ hợp tác với gia đình Thẩm. Ông không biết rằng khi hai người ký hợp đồng đính hôn trước đó cũng là vì ông chủ không muốn bị ông sắp đặt nên đã sử dụng Từ Niệm như một lá chắn đạn. Nhưng không ngờ, trong thời gian ở cùng nhau, anh ta thực sự đã yêu cô gái. Ngay khi anh ta định từ chối lời đề nghị của ông, bữa tiệc sinh nhật bắt đầu và họ chỉ có thể quay lại cắt bánh kem. Nhưng khi ông bảo cô gái ăn, cô lại nói rằng mình bị dị ứng với kem. Điều này đột nhiên làm anh ta nhớ đến đứa con trai đã mất của mình và ngay lập tức yêu cầu kiểm tra DNA của cô gái. Trên đường về,
cô gái đề cập đến hợp đồng, cô gần như đã thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ trong hợp đồng, đến lúc nên rời đi rồi. Ông chủ gật đầu, ngày mai anh sẽ gửi cho cô hợp đồng từ chức. Quá tốt, tôi cuối cùng cũng sắp kết thúc những ngày sống chung với sếp rồi, cậu có vui không? Lời nói của ông chủ bất ngờ khiến trái tim cô gái không còn yên bình. Cô biết rằng mình không có lý do gì để tiếp tục ở bên anh, nhưng trong lòng cô lại có chút không nỡ rời đi. Đêm này dường như sẽ là một đêm trắng, cả hai đều nằm trên giường, quằn quại, không thể ngủ yên. Những việc mà người đàn ông đã làm cho cô, một cảnh sau một cảnh, đều hiện lên trong tâm trí cô và không thể xua đi. Ngày hôm sau, cô gái mới vừa thức dậy thì ông chủ đã đưa cho cô hợp đồng. Nhưng ngay khi cô cầm lên để rời đi, cô lại bị anh ta gọi lại và anh ta đưa thêm một số tài liệu cho cô. Hóa ra, lúc đầu mẹ cô bị người khác hãm hại chính là do Cố Hoành Vũ làm. Chỉ có khiến anh ta tự thú những việc này, cô mới có thể giúp mẹ mình được minh oan. Nhưng nếu bây giờ cô rời khỏi nhà họ Cố, sau này sẽ rất khó để tiếp cận họ một lần nữa. Cô gái bắt đầu nhìn về phía ông chủ, cô nghĩ rằng chia tay bây giờ là quá vô trách nhiệm. Ông của anh ép anh kết hôn với tiểu thư nhà Thẩm, cô nghĩ cô nên giúp anh giải quyết vấn đề này trước, rồi sau đó chúng ta mới chia tay. Hơn nữa, anh còn chưa gặp mặt tiểu thư nhà Thẩm bao giờ, sao không chậm lại một chút? Cô gái không biết rằng đây chính là điều mà ông chủ muốn. Kết quả là, ngay khi anh vui mừng vì có thể giữ được Từ Niệm ở lại, ông đã nhận được kết quả xét nghiệm quan hệ huyết thống của Từ Niệm. Hóa ra ông khi biết Từ Niệm là cháu gái ruột của mình đã rất vui mừng, đã đặc biệt đến nhà ông chủ để chúc mừng, đồng thời cũng chấp thuận mối quan hệ giữa hai người. Nhưng sau đó ông đã khuyên ông chủ nên đi thăm bác sĩ tâm lý, vì từ khi anh ta chứng kiến cha mình tự tử, anh ta đã mắc chứng rối loạn do căng thẳng, từ chối tiếp xúc với bất kỳ ai, đôi khi vô tình chạm vào sẽ ngất đi. Họ chỉ có thể cùng nhau xuống lầu sửa chữa, không ngờ cô gái lại bị vấp ngã và nằm lên người ông chủ, và đúng lúc đó, đôi môi của hai người vô tình chạm vào nhau. Cô gái ngượng ngùng chạy về phòng. Kết quả là, ngay khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, cô gái trở về từ siêu thị lại bị một người lạ bắt cóc, còn ông chủ ở phía này thì đang vui mừng đi lấy nhẫn cầu hôn. Ngay lúc này, anh ta nhận được cuộc gọi từ đối phương, hóa ra là mẹ kế âm mưu không chịu chịu thua. Cô ta không cam lòng bị cha của Từ Niệm bỏ rơi như vậy và đổ tất cả sự oán hận của mình lên Từ Niệm. Ông chủ chạy điên cuồng và cuối cùng đến địa chỉ mà người phụ nữ nói. Cô là người thông minh, nếu cô làm tổn thương Từ Niệm bây giờ, cô sẽ không nhận được gì cả. Hãy thả Từ Niệm ra, cô muốn cái gì cô có thể nói với tôi sẽ đáp ứng mọi điều cô muốn. Quá muộn rồi, tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn cô ta chết. Nói rồi, người phụ nữ đẩy Từ Niệm xuống từ mái nhà. May mắn thay, ông chủ đã kịp thời nắm bắt cô gái đang sắp rơi xuống. Nhìn thấy hai người vất vả kéo nhau lên, người phụ nữ điên rồ lúc này rất tự mãn. Bất ngờ xuất hiện vài người đàn ông mặc đồ đen đưa người phụ nữ đi, còn ông chủ cũng dùng hết sức lực kéo Từ Niệm lên. Hai người trải qua cảnh sinh tử ôm chặt lẫn nhau. Họ bày tỏ tình cảm với nhau. Hãy cưới nhau nhé. Ngày hôm sau, hai người cùng nhau đi thử váy cưới. Nhìn cô gái diện chiếc váy cưới trắng muốt từ từ bước lại, ông chủ lúc này có vẻ không kiên nhẫn được nữa. Em mặc chiếc váy cưới này đẹp quá, anh chỉ muốn một mình được ngắm nhìn. Tuy nhiên, điều mà họ không ngờ tới là thảm họa sắp sửa ập đến với cả hai. Ông chú độc ác đột nhiên đến thăm, anh ta đưa cho cô gái kết quả xét nghiệm DNA và những tấm hình của mẹ cô và Cố Hoành Trạch. Họ đã yêu nhau sâu đậm ngày xưa, đáng tiếc là bị ông già chia cắt. Nhưng không lâu sau đó, mẹ cô đã kết hôn với Hứa Đảo và sinh cô ra. Sau hôn nhân, hai người một thời đã mất liên lạc, cho đến cuộc gặp lại 10 năm trước. Anh thực sự đã thuê người theo dõi anh trai mình, chụp được những bức hình anh ấy và Tống Ngữ Chi ngoại tình. Vì vậy, tình hình thực sự ngày xưa là như thế nào, chỉ có tôi rõ nhất. Cô thực sự là con gái của Cố Hoành Trạch, nhưng đáng thương cho cô, lại yêu phải người anh cùng cha khác mẹ. Không dám tin rằng điều này là sự thật, Từ Niệm vội vàng chạy ra ngoài, còn người đàn ông độc ác gọi điện thoại cho Cố Minh Diễn, bảo anh trở về vì có việc quan trọng. Anh ta trực tiếp đưa bản báo cáo cho ông chủ. Nếu ông nội đã đồng ý với việc họ kết hôn, điều đó có nghĩa là ông chủ không phải là con ruột của cha anh. Nhưng điều mà anh không biết là, Cố Minh Diễn đã xem bản báo cáo này từ lâu. Ông chú muốn Cố Minh Diễn tự nguyện từ chức vị trí tổng giám đốc, từ bỏ quyền thừa kế và rời xa nước này. Nếu không, nếu chuyện này thật sự được đưa ra ánh sáng, hãy nghĩ xem người bị tổn thương nhiều nhất sẽ là ai. Hai người yêu nhau từ trước, giờ đây lại trở thành anh em cùng cha khác mẹ, khiến cô gái biết sự thật mà đau đớn không thể chịu nổi. Hóa ra, chú thứ hai muốn cướp vị trí của ông chủ, cố ý mang theo kết quả xét nghiệm DNA của cô gái đến đây. Từ Niệm không tin đó là sự thật, chạy về nhà hỏi cha về chuyện ngày xưa, nhưng điều mà cô không ngờ tới là cha cô đã chấp nhận cưới mẹ cô khi bà đang mang thai để sự nghiệp được thuận lợi. Khi biết mình thực sự là con gái của Cố Hoành Trạch, nghĩ đến việc cô và Cố Minh Diễn là anh em ruột, Từ Niệm cảm giác như bị một con dao đâm thẳng vào tim, nỗi đau rách nát trái tim khiến cô đỏ mắt. Cô không biết phải đối diện thế nào với ông chủ, một mình cô đi lang thang. Nhưng điều cô không biết là, ông chủ lúc này đang đi theo sau cô, im lặng nhìn theo cô gái. Đến khuya, Từ Niệm mới trở về,
im lặng cầm lấy hành lý sắp rời đi. Ông chủ ngay lập tức chặn cô lại, Từ Niệm nói chúng ta là anh em, chúng ta không thể ở cùng nhau. Ông chủ đáp lại chúng ta không phải là anh em. Tôi không phải là con ruột của Cố Hoành Trạch, nhưng Từ Niệm vẫn không thể chịu đựng được những lời đồn đại và buông lời khóc nhòa, bảo ông chủ để cô ra đi. Người đàn ông không còn cách nào khác, đứng đó không nỡ nhìn bóng lưng của cô gái rời đi. Từ Niệm ra khỏi đó, đầu óc cô chỉ nghĩ rằng họ là anh em và bất ngờ ngất xỉu bên lề đường. Khi cô tỉnh lại, cô đã ở trong một trường học đặc biệt. Hiệu trưởng sau khi biết chuyện đã lấy ra nhật ký của mẹ cô. Biết mẹ mình đã bị người khác hãm hại, cô gái quyết định trong lòng cô sẽ đuổi người đó ra khỏi tập đoàn Cố. Ngày này, Cố Minh Diễn công bố hủy hôn. Bất ngờ, cô gái xuất hiện, diện chiếc váy cưới, bước chậm rãi tới. Tôi có hai điều muốn công bố. Thứ nhất, ngày cưới giữa tôi và Cố Minh Diễn vẫn giữ nguyên. Những tin đồn trên báo về anh ta và cô tiểu thư nhà Thẩm chỉ là tin đồn vô cớ, được sáng tạo bởi những người có ý đồ. Tình cảm giữa tôi và Cố Minh Diễn không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tin đồn nào. Thứ hai, tôi mang thai rồi, ngày cưới của chúng tôi có thể sẽ được đưa lên sớm hơn. Lúc này, ông chú lại mang theo kết quả xét nghiệm ADN để gây rối, nói rằng họ là anh em ruột nên không thể kết hôn. Nhìn mọi người bàn tán xôn xao, ông nội đứng dậy và nói với giới truyền thông rằng Cố Minh Diễn là người ông nhận nuôi. Điều này cũng chứng minh rằng họ không có mối quan hệ huyết thống nào cả và mong mọi người chúc phúc cho họ. Ông chú thất bại một lần nữa và quay người rời đi. Nhưng anh ta không chịu thua, thậm chí đã triệu tập một cuộc họp hội đồng quản trị, nói rằng Cố Minh Diễn không phải là con của gia đình Cố, buộc anh ta phải từ chức. Và còn đưa ra bằng chứng rằng Từ Niệm cũng không phải là con của gia đình Cố, muốn đuổi cả hai ra khỏi công ty và tự mình đảm nhận vị trí giám đốc điều hành. Tuy nhiên, ngay khi anh ta tự tin rằng mọi thứ đều nằm trong tầm tay mình, ông chủ lại nói với anh ta rằng báo cáo trong tay anh ta là giả mạo. Anh ta đã biết trước anh ta sẽ làm xét nghiệm ADN, vì vậy đã lén lút đổi để lộ ra bản chất thật của anh ta. Trong nhật ký của mẹ Từ Niệm, viết rõ ràng rằng năm đó chính chú hai đã đưa thuốc cho Cố Hoành Trạch, cố ý chụp lén hình ảnh của mẹ cô và Cố Hoành Trạch và cố tình lan truyền tin đồn. Ông biết sự thật rất tức giận, đuổi chú hai ra khỏi công ty sau khi giải quyết xong mọi chuyện. Từ Niệm chia tay ông chủ, cô trở về trường thì nhận được thông báo mộ của mẹ cô xảy ra chuyện. Cô nhanh chóng chạy ra mộ mẹ, nhưng cảnh tượng lãng mạn đã hiện lên trước mắt. Ông chủ núp trong bóng cây bước ra, đối diện với người con gái mình yêu, trước mộ của mẹ người yêu, anh quỳ xuống và cầu hôn Từ Niệm, anh hứa sẽ yêu và chăm sóc cô suốt đời. Từ Niệm đồng ý, hai người ôm nhau, cùng trao nhau những nụ hôn nồng thắm. Phim đến đây là hết rồi, đăng ký kênh để đón xem những bộ phim hay. Cảm ơn.